Xin chào mọi người, con tên là Minh Khuê. Hôm nay con sẽ đọc câu chuyện mang tên là Vì sao bốn mùa trong năm không dài như nhau, trong bộ truyện Tự nhiên biển ảo muôn màu. Nào, chúng mình còn bắt đầu thôi. Bảy bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm không dài như nhau đúng không bố? Nào, chúng mình cùng tìm hiểu xem vì sao bốn mùa trong năm không dài như nhau. Mỗi mùa trong năm không phải tròn trịa bằng số ngày một năm chia đều cho bốn, mà được căn theo thời tiết phục vụ nhà nông. Vấn đề ngắn dài này hoàn toàn liên quan đến khoảng cách giữa trái đất với mặt trời ở mỗi thời điểm xa hay gần. Trái đất quay xung quanh mặt trời theo quỹ đạo hình bầu dục, nên sẽ có lúc nó gần mặt trời hơn, có lúc nó cách xa hơn. Mùa hạ, khi trái đất ở xa mặt trời nhất, chịu sức hút của mặt trời yếu nhất, nên trái đất quay chậm nhất, khiến thời gian của mùa hè dài nhất trong năm. Ngược lại, mùa đông, khi trái đất ở gần mặt trời nhất, sức hút mặt trời tác động lên nó mạnh nhất, trái đất quay nhanh hơn, và đó là mùa ngắn nhất trong năm. Tương tự như vậy, có thể xét cho mùa xuân và mùa thu là hai mùa trung gian. Và câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi vì sao bốn mùa trong năm không dài như nhau là trái đất quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình bầu dục, nên chịu sức hút mặt trời khác nhau ở từng thời điểm. Và đó là một điều thú vị mà hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu sau khi chúng ta đọc câu chuyện này đúng không nào? Và bây giờ đã lúc chào tạm biệt rồi. Chào tạm biệt.